Chị Long. Chị Long đúng không? Không, cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hạc Ca Nhạc và vlog 78 đang đứng ở trước nhà của chị Long. Buổi sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 6 Hạc Ca Nhạc cũng là ngày thứ 5 trong tuần. À, thì cũng chạy xuống để quay chia sẻ tới cho bà con cô chú anh chị của mình. À, như mà con cô chú anh chị mình cũng biết ha. À, về cái thằng Thánh Tư Cung thì tối hôm qua nó làm những cái trò ẩn vừa nhất trong cái câu chuyện nhà của Trường Lon, thì khi nó tới nó học lại rất là nhiều, và khi mà nó đi rồi thì nó cũng phá rối được là mang của Trường Lon. Thậm chí mà anh Hải thì nó cũng cắt ghép cái mặt heo của nó để dán luôn cái mặt của anh Hải. Thì cái thằng này thì nó quá ư là cái vẫn bựa rồi bà con cô chú. Thì mấy hôm nay em và mấy anh em khác như Khuyến Lê thì cũng có lên những video để đáp trả và dạy dỗ cho các thằng này nó khôn ra. Nhưng mà cuộc đời của nó thì thực sự em nói cả nhà của mình thì nó không còn bỏ lâu quá đâu. Sắp tới thì chị Long và mẹ con Sáu cũng sẽ giải quyết xong cái câu chuyện này. Thế nào thì nó cũng phải đền tội thôi, phải do những cái trọng ứng bụng của nó trong cái thời gian vừa qua để mà nó chậm lại trong cái câu chuyện này. Cùng với công đạo diễn ông bên kia thì mấy ngày hôm nay lên là nói về chị Long, chị đi rất là nhiều, và những anh em cấp ở trước nhà là mỏ kia, nhưng mà cái mỏ của mấy anh em tụi em thì ổng không bằng cái mỏ mà âm binh ba chợ bên kia, tại vì bên đó là dư phóng khá là nhiều bà con cô chú. Bây giờ yêu thương thì ủng hộ cho mấy anh em như tụi em sáng nay cũng ở đây, em tí xíu nữa thì em đưa cái mặt móc của em lên, em sẽ chia sẻ cho bà con cô chú anh chị mình đôi lời về cái vấn đề cái thằng em trai khám của Tư Cung và cái ông đạo diễn Minh cùng với cái chuyện vì xào củ chuối. Cái chuyện vì xào củ chuối đó thì bây giờ là chị ta là ghê gớm lắm rồi bà con cô chú. Và chị ta nói là bên mấy anh chị anh bạn là phải là có những cái khóa học cho những anh em YouTube giật tích câu view, nhưng mà thì nói chung học thì tụi em cũng học thôi, học nhiều thì tốt, học là vô bờ bến mà cả nhà, học là để mở mang kiến thức, mở mang tầm nhìn ở ngoài xã hội nhá. Nhưng mà có một cái như vậy thì trước khi mà tụi em học thì chị ta phải học một cái khóa là coi như là vu khống bôi nhọ nhục mạ người ta là không bao nhiêu cuốn gì đó cuốn lịch đó để gửi tới cho chị ta trước, tại vì chị ta còn học những cái đó. Còn mấy anh em của tụi em thì học giật tích câu view như thế nào cho nó đúng, gửi tới bà con cô chú anh chị của mình không, cái đó học sao. Nhưng mà cái mà vu khống bôi nhọ người ta cuộc sống người ta làm ăn buôn bán như thế nào, cái này là để cho ông đạo diễn Binh cái thằng em trai Khắc Tư Cung học chung như người ta một khóa là coi như là trước tiên là sẽ chịu những cái sự mà chế tài của cơ quan chức năng khi mà vu khống là bà con cô chú. Sáng ngày hôm nay tới cái chị Long cả nhà về chia sẻ cho bà con cô chú của mình. Qua nay là trên mạng có rất là nhiều cái câu chuyện là ADN chiều do em nói cho anh em nghe. Bây giờ này luôn cái đột gì như vậy thì em không còn quan trọng nữa, mà còn chú tụi em cũng quan trọng là ở đây biết về chị và quay chia sẻ về chị, bởi vì sao dù sao nữa tụi em cũng đã đi với lại chị Long cả một đoạn đường dài, mà con chú bây giờ cũng đã cuối mùa rồi ha. Từ cái ngày mà có bắt năm cho tới giờ này cả nhà mình cũng biết là chỉ còn chim son đông ở trước nhà để chia sẻ tới thôi, chứ rồi sáng nay chị Thảo cũng đến đây. Thảo nay làm món gì chị hả? Chị làm đồ ăn ngon quá à, không cho ăn mấy lần hả? Nay làm món gì chị? Em có chả cá nữa gì hả? Wow, chả cá làm gì chị hả? Cả nhà của mình trong cái câu chuyện này ha, một khi mà nó đã làm tới cái mức độ này rồi thì em dám bảo đảm với mình đó là nó sẽ không dừng lại, nhưng mà không sao cả, tại vì mình có pháp luật và cả nhà mình làm bất cứ một cái gì cũng xác định. Yeah, sáng nay anh chị chuẩn bị giấy tờ là sẵn rồi kìa, đó anh chị chuẩn bị giấy tờ sẵn rồi đó, thấy không? Thì sáng nay là chị có một ký đàng hoàng rồi ha. Là một tí xíu nữa thôi thì sẽ có kết quả cho cả thằng em trai Khắc Tư Cung kia, bởi vì sao hôm qua thì nó bôi nhỏ anh Hải bạc dài bạc ghép, rồi thêm một cái nữa thì nó lại cắt ghép cái hình của anh Hải la dán cái mặt heo của nó qua. Anh Hải bán dài bán dép có sao, còn nó bán mặt ông giả ai nói nó hả? Nó thích bán đồ giả thì để cho người ta lụm nó nhưng mà ở đây là nó đâu có đẹp đẽ gì, nó cắt ghép cái mặt heo của nó dán vô chỗ anh Hải
thì em cũng có xem một tí xíu. Đây có đây, có đây. Video clip em sẽ nói chuyện với nó ha bà con cô chú. Cả nhà cũng biết cái thằng này thì bây giờ là nó bẩn bựa cực kỳ rồi, nó sẽ không bao giờ lên cái điện với nó để thì khi nào mà ông giáo mời nó ra ngoài cơ quan chức năng á, nó ngồi nó uống nước ngoài đó thì nó mới im cái miệng của nó đó. Và con cô chú anh chị mình cũng thấy thì mấy hôm nay mấy anh em của tụi em hôm nay mới thấy dì Thảo vậy ta. Nó làm cái tiêu đề nha. Nè, Thám Tử Cao làm cái tiêu đề cái này nè. Cô chú ô, có trứng gì ngon quá. Dạ, hả? Như bà con cô chú anh chị mình cũng thấy ha, qua là nó cắt cái hình của anh Hải, nó dán cái mặt của nó vô, nó tự xưng nó là em của anh Hải, em song sinh, thằng đó là thằng bả dơ ha, không sao á, thì để em với Khuyến Lê chăm sóc cho nó, cả nhà yên tâm. Sáng nay Khuyến Lê cũng dạy dỗ cho nó rồi, tí xíu nữa thì em lên em dạy cho nó thêm một khóa nữa, nó phải cần một khóa học online đó, thì để em và Khuyến Lê những anh em khác giả đó trong cái quyền này cả nhà và chúng ta ủng hộ cho những anh em ở trước nhà cả nhà. Hiện tại ở trước nhà của trường lo còn rất là nhiều những anh em quay và truyền tải cho bà con cô chú anh chị của mình rất là nhiều, không có giống như là anh đạo những bên kia ông nói là chị ông mở cổ ra thì có những tất cả cũng quay hết ha. Cả nhà cũng quay rất là nhiều ha. Hiện tại bây giờ là còn mấy anh em ở đây ha, cũng đang chia sẻ thì không có tiện để quay về vấn đề là gì còn đó nó buôn bán là kia đó, quay như vậy á thì cái thằng khác chú con xe và công đạo diễn bên này thì bị sợ củ chuối thì họ lại vào cái vụ việc chìm lon làm ăn buôn bán rồi bắt đầu là ốc hót cái này ốc hót cái kia bôi nhọ hạ mọi người ta trong công việc làm ăn buôn bán, nhưng mà họ cũng quên một điều này, chính bản thân họ cũng làm ăn buôn bán, mình làm cái gì thì làm bôi nhọ gì mà bôi nhọ, nhưng mà cái vụ việc mà để hạ bệ cái việc người ta làm ăn buôn bán cái gì rất là thích đứng cho bọn mình công chú đó, nhưng mà họ đã có con có cái, nhất riêng là cái thằng này nó có một trai một gái thì không biết sau này cái ngô không còn cái cách dạy dỗ của nó con cái sẽ như thế nào ở ngoài xã hội thôi. Còn cái ông đạo diễn kia thì nó hai thứ tóc rồi, nhưng mà không thể ra cái giống ô thì cảm tới nhà người ta thương đèn thì em có thể ra nhà mình chưa lo kêu ông ta cái bọn chú rồi, nhưng mà bọn chú này thì em có thể lú không còn cái gì mà thả thì ông ta thường nói là cha nó lú mà lú nó khôn không, thì ông là chú của mình Thám Tử Cung thì á thằng đó nó lú à, ông cũng đâu có cơm gì đâu mà ông lên dẫn dắt cái bọn này nó đi về nhà nhằm mục đích là phải bán được cái mã đông của ông không khô con người ông không có đức thì ông chỉ cần ông lên tiếng ông nói bà con ông muốn thì sẽ là người còn ông sống không có đức thì ông nghĩ đi bán cái gì được từ cộng đồng mạng người ta vô người ta chơi chắc ông mấy ngày hôm nay bằng chứng là người ta gọi điện cho ông để người ta mua hàng mà ông sợ thuốc đổ không dám nghe máy rồi ông coi những cái cuộc gọi đó là những cái người mà người ta không dọa ông dí vào đó là chị Ni à, nhờ người ta tôi nói thẳng với ông cái đầu ông trong đó toàn là tôi cũng không à, ông nghĩ ai cũng xấu với ông sao với chị mình sợ của chú nghĩ ai cũng vậy sao không có, tại vì mấy anh mấy chị cũng vừa trước mấy anh mấy chị xấu thì nghĩ ai cũng là xấu chứ không có ai mà sống như mấy anh mấy chị một cách như là